something called the 法界, có cái gọi là the Dharma view, the view of the Dharma. Okay. All right. That's the problem for those Bodhisattva. Mấy cái người Bồ Tát họ có cái bình đó, cái bình gọi là pháp kiến. There's a certain thing called view of the view of Dharma, Dharma views. That's a Bodhisattva sickness. Okay. And therefore, it is the Buddha fruition. Bởi cái vị tu những cái pháp mà nó không có phân biệt, nó hoàn toàn không có một cái phân biệt gì hết, thì cái gì mới có thể đến cái Phật quả. It's because you cultivate this Dharma without any discrimination. That's why you get the Anuttara Samyak Sambodhi mới thành cái Phật quả được.